Collagen là loại protein quan trọng trong cơ thể, chiếm tới 25% tổng số các protein trong cơ thể. Nó giúp gắn kết các mô trong cơ thể lại thành một thể thống nhất. Collagen thường có mặt ở các vị trí như da, xương, khớp. Collagen giúp cho da chúng ta được căng bóng, mịn màng, giúp cho các cân cơ được dẻo dai, các phần sụn và xương khớp không bị đau mỏi. Vậy thì những ai hay bị thiếu hụt collagen? Như các chị thấy đấy, ở độ tuổi từ 18 đến 25 thì làn da của chúng ta vẫn được căng bóng mịn màng mặc dù là chưa được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng mà khi đã bước qua tuổi ngoài 30, chúng ta thấy bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu như là làn da bị nhăn nheo này, chảy xệ này, mặc dù chúng ta vẫn chăm sóc hàng ngày. Đặc biệt thì sau quá trình sinh nở, chị em chúng mình thấy da bắt đầu có những vết nám, sạm và tàn nhang. Nguyên nhân ở đây chính là một phần do thiếu hụt collagen trong cơ thể. Cơ thể chúng ta trung bình mỗi ngày cần tới 20.000 đến 30.000mg collagen. Nếu như mà chúng ta bổ sung không đầy đủ sẽ khiến cho cơ thể bị thiếu hụt. Vì thế ngoài ăn uống hàng ngày chúng ta có thể bổ sung thêm collagen dạng uống hoặc dùng kèm thêm các mỹ phẩm có chứa collagen. Vậy những loại collagen tip nào thì được phổ biến trên thị trường hiện nay? Collagen có rất nhiều tip, nhưng phổ biến nhất thì có những tip sau. Tip 1 và 3 bổ sung cho da và tóc. Tip 2 tốt cho tim mạch và xương khớp. Vậy thì những sản phẩm collagen nào được yêu thích nhất ạ? Có rất nhiều dòng collagen trên thị trường được kể đến như Super Collagen Neo Cell 250 viên. Thì đây là mẫu mới nhất, còn đây là mẫu cũ của sản phẩm này. Các chị em thấy đấy, cái mẫu mới thì có nền tím, còn mẫu cũ thì có hình cô gái. Mẫu cũ thì hãng không còn sản xuất nữa nên các chị em lưu ý nhé. Mỗi hộp này chứa 250 viên collagen peptide với hàm lượng mỗi viên là 6.000mg collagen, giúp cho da đẹp này, mượt tóc này. Hiện tại dòng này là sản phẩm được bán chạy nhất của NeoCell đấy ạ. Với cái hộp 250 viên này thì chúng ta có thể uống được hẳn trong 2 tháng, mà giá của nó hiện nay chỉ trên 500.000 đồng một hộp, tính ra mỗi viên chỉ có 2.000 đồng. Mỗi ngày chúng ta uống 6 viên, vậy là chỉ mất 12.000 đồng một ngày là các chị em đã có được một làn da trắng đẹp mịn màng, không cần nhờ đến spa hay là thẩm mỹ viện. Quá là hợp lý đúng không ạ? Ngoài ra còn có dòng Super Collagen NeoCell Biotin 360 viên. Dòng này thì có sự khác biệt một chút so với loại collagen NeoCell 250 viên kia. Loại này mỗi viên cũng có chứa 6.000mg collagen nhưng có thêm biotin, chính là cái loại vitamin B7 có công dụng kích thích sự mọc tóc, giúp cho tóc chúng ta được chắc khỏe và bóng mượt hơn đấy ạ. Mỗi hộp này có 360 viên, chúng ta có thể dùng khoảng trong 3 tháng. Giá của nó hiện nay thì tầm trên 700.000 đồng một hộp. Tính ra thì mỗi viên cũng chỉ 2.000 đồng. Ngoài ra còn có loại collagen Your Theory 390 viên và loại 290 viên. Ở Mỹ thì hãng này có rất là nhiều loại, nhưng mà ở Việt Nam thì loại này là loại được nhiều chị em tin tưởng sử dụng nhất. Collagen Your Theory có loại tip 1, 2 và 3. Mỗi viên cũng có hàm lượng 6.000mg collagen. Loại collagen này phù hợp cho chị em ở độ tuổi ngoài 30 muốn bổ sung chuyên sâu về xương cơ và khớp. Nhưng mà cái loại này lại có một nhược điểm, đó là gây táo bón này hoặc nổi mụn, khiến cho cơ thể của chúng ta bị nóng. Để giảm đi cái tình trạng đó thì em khuyên các chị em nên dùng các sản phẩm như là vitamin C hoặc là viên uống chất xơ của DHC. Tiếp đến là một loại collagen cũng khá là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Trên tay em đang cầm là loại collagen DHC của Nhật. Các chị em cần lựa chọn những đơn vị uy tín để mua được sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, Ha Beauty là một trong những nhà phân phối các sản phẩm cao cấp từ Mỹ, Úc, Nhật với các thương hiệu cao cấp như Collagen, Blackmore, Naturemed và các sản phẩm khác nữa. Để được dùng hàng chuẩn và tư vấn làm đẹp theo cách chuẩn khoa học nhất, các chị hãy vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo 0985 229900. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe. Hãy ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của Ha Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.